Chào cả nhà nha. Bữa nay á, thì mình với chị hai có nướng bánh bông lan, mà bánh bông lan cái loại mà cá nhỏ đó đó nha. Công thức và cách làm á, thì cũng rất là dễ luôn á. Nếu mà cả nhà thích á, thì cùng mà làm với chị em mình nha. Rồi á, thì bữa nay chị hai mình sẽ chia sẻ công thức cũng như là cái cách làm mà đến cả nhà mình nha. Cái này nguyên liệu mình bữa nay gồm có gì chị hai? Cái này là 12 hột vịt đâu, 12 hột vịt 600 g với nửa ký đường. Cái này là 300 g bột mì đa dụng. Còn cái này là muỗng cốt nước cốt chanh ha, với ống vani. Rồi nguyên liệu mình có nhiêu đó. Nguyên liệu cũng rất là đơn giản luôn ha. 12 cái trứng vịt là mình cần được 600 g hả chị? 600 g. Cái này mình làm trứng vịt, trứng gà gì cũng được chứ ha. Trứng vịt cũng được. Rồi á, thì bây giờ mời cả nhà mình cùng làm với chị em mình nha. Rồi giờ đầu tiên á là mình sẽ cho trứng vịt vào cái thau để mình đánh hả chị? Cái này là mình khỏi cần tách lòng trắng lòng đỏ riêng ha, mình để chung luôn ha. Cái này mình nướng cá nhỏ nè, mình làm chung luôn à. Mình làm gì thì thấy nó mau hơn. Còn như mình nướng bánh bông lan mà cái bự đó, cái lớn đó, thì mình phải tách ra thì thấy nó hơi cầu kỳ hơn ha. Còn như làm chung gì thì nó dễ hơn Làm nè. gì thấy nó mau hơn. Bao nhiêu cái vậy? Cái này hả? Cái này bữa nay làm nhiêu là cỡ 80 cái bánh luôn nè. 80 cái 80 nè. trở lên đó là mình nướng bánh. Bữa nay thì mình làm hơi nhiều đó. Nếu các bạn làm ít thì mình bớt lại. Khoảng 2-3 phút rồi bắt đầu mình cho nước chanh vô ha. Giờ mình để nước chanh vô nè, để nó chanh vô trước đường ha, mà mình đánh cho cái trứng nó đừng có tanh á, rồi mình đánh vô trước đó, mình để đường. Giờ mình đánh từ 20 phút rồi nè, nó nổi gì được rồi. Giờ mình vô bột ha. Thời gian mà mình đánh mình cũng xay một chiều hả chị? Xay chiều. Rồi bây giờ bột thì mình sẽ gây hả? Gây vô cho nó mịn thôi. Đợi lấy cái nha, bắt đầu gây bột lên, gây cho nó mịn ha chị hai. Gây cho nó mịn cho nó đừng nấu trâu nè. Trứng nhiều thì bánh của mình nó xốp, nó phồng xốp ngon ha. Mình gây một lượt luôn hả chị hai, gây hết lượt luôn ha. Lưu ý là trứng với đường mình tăng được, chứ còn bột là mình không có tăng được nha. Bột là mình phải làm liều lượng cho nó đúng mới được, chứ không thôi nó bị chai cái bánh. Còn đường mà nếu mà bạn nào không thích ngọt quá thì có thể giảm không chị hai? Giảm cũng được nữa. Bột nó nổi lên quá trời luôn ha. Quay cho đều như là mình đi nướng được rồi ha. Bữa nay chị nướng với con con tròn ha, con nhỏ ha, con nhỏ. Quay cho nó đều bột với trứng ha. Mình để tan bột hết là mình đi nướng được rồi nè. Bột này nở quá trời luôn nè, nướng cái bánh chắc bánh mình nó phồng lên đẹp ha. Ừ.
Rồi thì bột mình đã quậy đều rồi, bắt đầu mình sẽ đem lên nướng nha. Bữa nay thì mình nướng với cái khuôn truyền thống nha cả nhà, mình nướng bằng than nha. Bánh nướng bằng than vậy thì bánh mình nó sẽ thơm và nó ngon hơn. Thì bên đây mình có nhúm bếp lửa than nè, mình nướng than mình nhúm một ít than ở dưới vậy nè, xong rồi mình để lên trên cái nắp khuôn một ít nữa. Nãy giờ thì mình bắt lên bếp mình làm nóng cái khuôn khoảng 2 phút rồi, xong mình tha dầu vô cái khuôn này để cho nó đừng có dính bánh mình ha. Cái bếp ở bên này thì mình nhúm than để mình lấy than qua cái bếp bên này nha cả nhà. Bên này thì để dưới ít nè, chứ không có để nhiều thì sợ bánh mình nó bị khét á. Tha dầu xong thì mình đậy cái nắp khuôn lại khoảng 1 phút rồi mình mới đổ qua cả nhà. Bây giờ khuôn nó nóng rồi, chị Hai cho bột vào nướng ha. Cái bột nó nổi rồi nè. Này cái bánh nó nở dữ lắm rồi, bánh nổi hết sức luôn. Cái khuôn này là 12 cái hả chị Hai? Ừ. Này nướng cũng mau lắm nè, nướng chút xíu rồi à. Em thấy nướng ở trên bếp này cũng tiện chứ. Ừ. Sáng mình nấu nướng ăn rồi có lửa than cái mình đem bếp mình nướng luôn nha. Rồi đậy đó thôi. Cái miếng đầu tiên chắc cỡ 5 phút nó mới lấy ra được, tại cái khuôn nó chưa được nóng không á. Còn sau còn sau hồi nữa chừng 3 phút à, là lấy ra được rồi. Trời quá chừng nổi luôn rồi nè. Nổi bánh lên mà gì là đẹp lắm rồi. Mà mình đánh đẹp. Bột nó xốp nhiều. Thường thường mình làm bánh làm bánh cái mẻ đầu tiên là nó không được đẹp, nhưng mà cái này nó dậy như là đẹp rồi. Mà dưới hồi nãy giờ chắc cả 5 phút gì hết chị. Ừ, cái mẻ đầu tiên 5 phút. Trời cái mẻ này đẹp luôn rồi, cái màu quá trời đẹp luôn rồi nè, vàng ươm luôn ha. Ừ. Ủa, màu kìa, ở dưới kìa, ở trên màu cũng đẹp mà ở dưới màu cũng đẹp nữa. Bánh chín vàng đều ở trên luôn ha. Rồi mình nó xốp cho bằng đây. Ừ. Xốp nó bông lên. Nhìn cái bánh nó sắp sợp luôn ha. Ừ. Thơm quá trời thơm luôn. Ừ, con nó đẹp rồi nè. Nó hai cái màu cũng đẹp quá chừng luôn. Cái khuôn nó nóng lên này nó đẹp lắm. Nóng rồi nó màu đẹp hết chứ cả. Bên này đổ cái bánh này bự ha. Mình hồi cho đứa cái nón bo đổ vậy. Bánh nó bự về ra giống hình như cái nón ra nè. Mình đổ ăn, mình đổ cho nó bự vậy nè, nó có vẻ giờ mới thấy mới đẹp. Thơm bát ngát luôn. Bánh ra xong rồi cái mình thay dầu tiếp tục. Tiếp tục đổ ra cho hết bột luôn cả nhà. Đổ đi. Nãy giờ thì chị Hai chỉ đổ không cả nhà, bây giờ mình đổ thử con khuôn này coi sao ha. Dễ ở cái gì đâu. Làm không quen. Ui. Lộng cộng. Cái này cái đổ tiếp đi, để mấy cái kia nó chín này. Không sao. Không chuyên nghiệp đó nha. Làm này dễ hơn bánh xèo mà. Mình làm ăn mình đổ đầy vậy đó nữa, cái bánh nó có cái vẻ ngoài đẹp lắm. Ăn cái đáng cái. Ừ. Chậm quá rồi, lại cái móc hãng giật rồi, chắc nó phì lên lắm rồi. Ừ, đổ đầy này nó phì dữ lắm rồi. Màu cũng đẹp quá chừng nè. Ừ. Ồ, cái màu đẹp rồi nè. Như vậy là mình làm cũng được chứ ha cả nhà. Không nên đổi tệ không.
Bánh này nó dễ ợt luôn mà. Cái này là thành quả của em ba nướng nè. Mới nướng được mẻ đầu tiên đó cả nhà. Nếu mà làm được thì mai mốt là bắt đầu mình làm ơn nha. Hồi nữa cái thua khuôn nguội nè, đem về đắng đi cái mời nấu cơm rồi cái bắt đầu lấy lửa than nướng luôn. Đánh bột một chút chứ gì. Quá đẹp. Rồi, xong. Đây. Quá đẹp luôn. Thơm, bát ngát. Vậy thì bánh mình đã nướng xong rồi nè cả nhà. Nhìn cái bánh nè. Rất là đẹp luôn ha. Nó bông và nó xốp. Rồi giờ mình sẽ bẻ ra xem cái bên trong nó coi sao. Xốp quá chừng luôn ha. Mà đặc biệt là mình để lâu nó không có bị xẹp bánh nữa. Cái công thức này chị Hai chia sẻ là để lâu không có bị xẹp. Bữa nay thì mình nướng để ăn, mà cái công thức này thì thường ngày chị Hai cũng nướng để bán cả nhà. Cái màu vàng nhìn nó rất là đẹp luôn nè. Thì mình vừa chia sẻ đến cả nhà cái công thức làm bánh bông lan truyền thống cả nhà. Nếu mà cả nhà thích thì bữa nào mình áp dụng thử cái cách này nha. Rồi bây giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây và hẹn gặp cả nhà mình những video tiếp theo nha. Thank you.